Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Con Số 8. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chuỗi series, đó là cùng nhau review và chơi game Top 20 NFT Game Play to Earn. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu video nha. Ok các bạn, thì ở những video trước mình đã review cho các bạn 10 game đầu tiên rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review tiếp từ game số 11 đến game số 15 trong danh sách này. Các bạn đừng quên đó là chúng ta có thể tìm file Excel này ở bên dưới phần description để dễ theo dõi hơn về thứ tự các game ha. À, các bạn lưu ý là thứ tự game này không phải là thứ tự từ top xịn nhất đến cuối, mà là chỉ là thứ tự ngẫu nhiên cho mình review thôi, chứ không phải là cái nào đứng ở vị trí cao hơn thì cái đó sẽ là xịn hơn, hoàn toàn không phải, mà là thứ tự ngẫu nhiên nha. Các bạn lưu ý. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng review 5 game tiếp theo. Các bạn đừng quên đó là chúng ta hãy tham gia cộng đồng 68 Gaming Play to Earn của Con Số 8 để ủng hộ Jenny, cũng như là mình có một nơi để mình đặt tất cả những cái câu hỏi, rồi mình xem đội ngũ admin họ viết những bài về review, những bài liên quan đến game mà các bạn sẽ quan tâm đấy. Ok, nhớ tham gia hai group này của 68 Gaming nha. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu review game số 11. Rồi, game số 11 mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay đó là D-Race với token là DRC. Thì D-Race là một trong những dự án mà Kairos Ventures đã đầu tư. Mình nhớ là tụi mình đầu tư D-Race từ khá là lâu rồi, nhưng mà cho đến cái lần mà nó listing và nó launching vừa rồi cùng với cái hype của game NFT, cho nên mọi người bắt đầu FOMO, mọi người nói về D-Race rất là nhiều. Thì từ đó D-Race được nhắc đến rất rất nhiều trong những cộng đồng gaming. Thì D-Race mới list PancakeSwap, Gate và Uni ngày 3 tháng 8 các bạn. Ngày 3 tháng 8 vừa rồi, cách đây 4 ngày. Thì mình nhớ giá ATH của nó rơi vào khoảng x20, và sau đó giữ giá sau khi mà list cũng khá là ổn định. Các bạn có thể xem chart ở trên gate.io. Còn về token và dự án của DRC thì Con Số 8 đã có một bài viết rất là chi tiết. Các bạn lưu ý ha, đây là thuộc loại những game mà đã có token, chưa có game, cho nên là mình sẽ không thể review, không thể test cho các bạn là game D-Race nó như thế nào được, bởi vì nó chưa có game. Đây, đến quý 4 năm 2021 thì nó mới ra một cái bản beta thì mình mới test được ha. D-Race là một nền tảng đua ngựa nha mọi người. Nhìn website là cũng có thể biết được khá là rõ ràng, đây là mỗi con ngựa sẽ là một cái NFT và nó sẽ có một cái trường đua để cho chúng ta đạt cá cược, chúng ta bet, chúng ta đua ngựa trên này. Tính năng nổi bật của D-Race sẽ là có chủ sở hữu ngựa, nhà cái ngựa và người đặt cược, thì mỗi con ngựa nó sẽ là một cái NFT độc nhất. Chúng ta có thể breeding, tức là lai tạo ngựa với nhau, một con ngựa cái và một con ngựa được chúng ta lai tạo để ra một con ngựa con. Và D-Race cũng có một cái NFT marketplace, thì nó sẽ bán những cái con ngựa ở trên marketplace này. Về đua ngựa thì tất nhiên rồi, đó là một các bạn có thể tưởng tượng được, hoặc là các bạn đợi video tiếp theo mình sẽ review một cái game nó đã có game rồi và nó khá là giống D-Race, hoặc là D-Race giống nó thì mình không biết. Nói chung là hai game concept khá là giống nhau, là cũng là về đua ngựa luôn, thì mình sẽ test và demo cho các bạn xem một trận đua ngựa và một con ngựa nó sẽ mua bán này kia như thế nào. Về đua ngựa thì thông số sẽ là ngẫu nhiên, kết quả đua sẽ là ngẫu nhiên, tuy nhiên thì sẽ có một số cái thông số về sức chịu đựng hay là về tốc độ của NFT con ngựa bạn sở hữu, nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng để kết luận cái kết quả của cuộc đua. Cái Hippodrome này là cái này nè các bạn, đây là một cái trường đua. Cái trường đua này sẽ mô phỏng 3D một cái trường đua, và quản trị viên của Hippodrome sẽ được gọi là nhà cái. Rồi, roadmap thì đến quý 3 nó sẽ khởi chạy IDO. Thì vừa rồi D-Race đã kết thúc IDO ở trên DAOmaker các bạn. Khá là ổn định ha, khá là tốt. DAOmaker là một nền tảng public sale khá là tốt. Và partner thì các bạn có thể thấy là DAOmaker đứng ở vị trí top 1 luôn nè. Có LD, có Harmonica Brands, có Kairos Ventures, có CMS. Ok, khá là ổn định. Healy Race nữa, ok. Rồi, và đến quý 4 nó sẽ ra mắt bản beta. Thì roadmap các bạn có thể xem ở trên website luôn, đây là roadmap. Rồi, đến quý 2 năm 2022 thì nó mới ra cái vật phẩm NFT được khởi chạy. Dự án tiếp theo, dự án số 12 đó là The Crypto Prophecies. Bởi vì những game này là chưa có game mà chỉ có token và thông tin dự án thôi, cho nên là mình sẽ đi qua rất là nhanh, bởi vì mình không thể trải nghiệm game được. Đây là website của The Crypto Prophecies.
Kairos Ventures cũng là một trong những nhà đầu tư của dự án này. Các bạn có thể thấy logo của Kairos ở đây. Có Kairos Ventures, Moonwell, Spark, Lotus, Morningstar, Magnus, Dalmaker, KuCoinGate. Khá là ok ha. Rồi, về Crypto Prophecies với token là TCB thì mọi người có thể xem giá ở trên CoinGecko nhé. Rồi, đây. Nó có giá đang là 0.138, market cap là 6 triệu, 24, trading volume 24 giờ là 1 triệu mấy, circulating supply là 43 triệu, total supply ok. Về giá của nó các bạn có thể xem ở đây, quanh quẩn tầm mức 0.10 mấy, 0.2. Rồi, về The Crypto Prophecies là nó chưa ra game nhưng mà câu chuyện của nó cũng khá là thú vị các bạn. Các bạn có thể đọc câu chuyện của nó tại con 68 về sự xuất hiện của Satoshi là gì, rồi kỷ nguyên của Crypto Prophets là gì. Rồi, sau khi mà các bạn điền Telegram username, điền ví MetaMask và điền email address nó và bấm đồng ý thì nó sẽ hiện ra cho các bạn một thông báo, đó là khi mà bạn đưa cho một người bạn của mình 5 đô để 5 đô tương ứng với token để chơi game thì bạn sẽ nhận được 5 đô tương ứng với token khi mà người bạn của bạn sign up là đăng ký và chơi game. Đó là nó sẽ không đưa cho bạn miễn phí sau khi các bạn đăng ký nha, mà bạn phải đưa cho một người bạn của bạn 5 đô thì nó mới back lại cho bạn 5 đô. Nói chung là như thế, nói chung không phải là free nha. Rồi, về cái giao diện chơi game đâu rồi nhỉ? Hôm qua mình bấm đây, The Battle Arena. Nó sẽ có những cái bản demo cho các bạn xem. Ví dụ như Battle Rules sẽ là gì, rồi The Candlestick. Đó, nó sẽ có những cái gọi là hướng dẫn cho các bạn. Các bạn placing bet là up, down nè, nến lên, nến xuống nè. Giao diện khá là quen thuộc đúng không? Rồi, đây là những cái card. Explore NFT là gì, đấy, vân vân. Đội ngũ của họ là những ai. Đó, nói chung là cũng thông tin thì đã có hết trên website và có trên bài viết rồi, các bạn có thể đọc tại đó nhé. Mình sẽ qua cái game tiếp theo, đó là game Dinox. Game Dinox này rất là nổi trong thời gian gần đây nè. Các bạn nhắc đến Dinox rất là nhiều luôn. Đây là game đã list ở trên, đã IEO ở trên Gate và pre-IDO ở LaunchX rồi. Và cái ROI của nó các bạn, ROI sau khi list lên đến tận x31 và DinoX để SHO ở trên Dalmaker. Nói chung là khá là xịn nha. Rồi, DinoX là một game khá là xịn, được phát triển trên nền tảng của Sandbox. Bài viết của Con68 các bạn có thể tìm đọc ở đây nè. DinoX là nền tảng game được phát triển trên Sandbox. Mà Sandbox là gì? Sandbox là IEO thứ 3 ở trên Binance Launchpad năm 2020. Là các bạn đủ hiểu. Và các bạn có thể lên website của Sandbox xem là đủ hiểu nó xịn cỡ nào các bạn. Đây. Rồi, quay trở lại DinoX một chút. Cốt lõi game của DinoX là gì? Nó sẽ kết hợp giữa ID Games và Turn-Based Card Game. Đây là website của Sandbox nha. Mô hình Play to Earn sẽ như thế nào? Khi mà chúng ta visit cái website của Dinox thì có thể thấy đó là concept thuộc loại là khủng long đúng không? Đây là hòn đảo thế giới khủng long. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ đó là chăm sóc, lai tạo, huấn luyện chúng và chiến đấu với những sinh vật khác trên các hòn đảo. Mình có thể tương tác với nó, là chúng ta có thể có những mua những cái trang bị cho khủng long. Mình sẽ giao dịch trên marketplace của Dinox và sẽ sưu tầm. Bởi vì khủng long Dinox được tạo ra dưới dạng NFT, cho nên bạn nào mà big fan của khủng long thì chúng ta có thể mua với mục đích là sưu tầm cũng được. Roadmap của họ là đến đâu rồi? Đến đây, đến quý 3 năm 2021 thì họ sẽ ra Dinox World Alpha nè, bản Alpha, và đến năm 2021 quý 4 thì họ mới ra bản Beta. Token của Dinox sẽ có 3 loại, đó là token DNX, là token ERC721 là dạng NFT. Token thứ hai là DNXC, là ERC20. Các bạn search trên CoinGecko thì chúng ta sẽ search loại token thứ hai nhé, đó là DNXC. Đây, Dinox là token ERC20. Mình nhớ là nó cũng mới list đâu đây, cách đây chắc một tuần hay mấy ngày nè. Giá ETH đây là 1 đô 11 và x36 lần các bạn. Giá bây giờ đang là 0.78 đô. Rồi,
Và token thứ ba đó là Layer 2 được xây dựng trên ERC-1511, đó là DNXI được có sẵn ở trên mạng Polygon Matic nha. Ok, đây là một số thông tin cơ bản về token của Dinox. Và vòng public, cái này nó đã diễn ra rồi nha, là fully diluted là 4 triệu USD nè, vòng SHO ở trên DAOmaker nè, đây là đội ngũ của Dinox. Ok, nhà đầu tư thì gồm có DAOmaker, Magnus, Polygon. Các bạn có thể mua Dinox ở trên Gate, để check xem nào, mua ở PancakeSwap, Uniswap, Gate hoặc là DodoBSC cũng được. Rồi, đó là ok. Các bạn cứ theo dõi tiếp theo về cái performance của giá Dinox. Và trong tương lai khi mà quý 4 họ ra bản beta thì mình sẽ review thêm về game của Dinox ha. Game số 14 đó là My Neighbor Alice. Thì My Neighbor Alice chắc là không cần phải nói nhiều bởi vì rất là nổi tiếng. Mình nghĩ là bạn nào cũng sẽ đã từng nghe đến game này. My Neighbor Alice cũng là một trong số những project mà Charis Ventures đã đầu tư ha. Các bạn có thể lên website của My Neighbor Alice, kéo xuống cuối cùng đây, có logo của Charis Ventures là một trong những dự án bên mình đã đầu tư. Mình vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó là ngày tầm tháng 3 năm 2021, khi mà My Neighbor Alice lên Binance một cái là đó, các bạn thấy ATH của nó là khoảng 60 đô, mà có những bạn mua với giá tầm private, giá private là 0.1 đô, thì các bạn thử lấy 60 đô chia cho 0.1 là ít đến 600 lần, kinh khủng khiếp. Nếu mà không ít 600 lần thì các bạn cũng có thể, nếu mà bạn nào ép và bán ở giá tầm 10 đô này cũng rất là xịn luôn nè. 0.1 lên 10 đô mà bây giờ vẫn giữ giá ở mức là tầm 12 đô. Nói chung là đây là một con hàng rất là xịn. Đến bây giờ nói chung là đến bây giờ đội ngũ phát triển và tất cả mọi thứ roadmap đi rất là đúng và họ đang phát triển một cách rất là xịn, rất là đàng hoàng các bạn. Vừa rồi thì có một cái chương trình gọi là Seed đây. Alice Mysterious Seed thì bây giờ không tham gia được nữa rồi, nhưng mà mình sẽ cho các bạn xem. Đó là chúng ta sẽ buy new seed ở đây. Thì nếu để buy được cái hạt giống, để mua được cái hạt giống thì chúng ta cần phải có Alice. Mà muốn mua được Alice thì các bạn có thể lên PancakeSwap hoặc là lên những sàn Binance chẳng hạn. Chúng ta mua Alice và chúng ta trữ ở trong ví MetaMask, và sau khi có Alice rồi thì chúng ta mới mua hạt giống. Tuy nhiên thì cái vòng này nó đã kết thúc rồi. Chương trình này nó đã kết thúc ngày 28 tháng 7 rồi. Rồi, đã kết thúc ngày 28 tháng 7 rồi, cho nên là cái My Neighbor Alice seed này nó không còn work nữa. Và đây là link demo của đội ngũ My Neighbor Alice. Mình vẫn còn nhớ ngày hôm đó, ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 29 tháng 12, sau khi mà vừa phát hành xong cái clip này lên YouTube một cái, là mình là một trong những người đầu tiên xem cái clip này luôn á các bạn. Đã rất là lâu rồi. Tụi Charis Ventures đã support Alice từ, mình nghĩ là từ tháng 10 hoặc là tháng 11 năm 2020 rồi, rất là lâu rồi. Đó, thì các bạn có thể tìm xem cái clip này ở trên YouTube để các bạn xem là phiên bản demo của game sau này họ launch thì nó sẽ gồm những mục nào, diễn ra như thế nào. Ở My Neighbor Alice một cái rất là hay nha mọi người. Đây, mình sẽ vào link code 68 cho các bạn xem tại sao nó lại hay. Nó là một game rất là nhân văn nha. Đây, cô hàng xóm Alice. Cô hàng xóm Alice, đầu tiên là cái marketplace nè. Một trong những cái tính năng của trò chơi là một cái marketplace. Các bạn có thể mua nhà, hàng rào, động vật, thực vật, trang trí cái vùng đất của mình theo cách sáng tạo riêng. Đó, đây là một cái land, một cái vùng đất của các bạn. Đó, có những con bò nó rất là dễ thương. Phải nói là nó cực kỳ dễ thương luôn mọi người. Giao diện game và design tất cả mọi thứ rất là dễ thương nha. Rồi, tiếp theo là một cái virtual islands, là mảnh đất ảo từ Alice. Avatars là mỗi người chơi sẽ được đại diện bởi một cái hình theo kiểu cách của game. Cái này nói sao cho các bạn hiểu nhỉ? Mình có thể lên Charis Ventures, bấm vào phần podcast. Đây, bởi vì vừa rồi mình có một cơ hội để phỏng vấn trực tiếp cô Alice. Đây là cô Anna. Nhưng mà hình ảnh của cô, My Neighbor Alice, hình ảnh của cô Anna chính là hiện thân của My Neighbor Alice. Đây, các bạn có thể thấy đây là cô Alice đúng không? Là được vẽ ra từ, đây là được vẽ ra từ CEO của My Neighbor Alice là Anna. Đó, các bạn có thể thấy
thì chính là cái ý nghĩa của cái avatar này nè, đó là mỗi người chơi được đại diện bởi một hình ảnh trong trò chơi, và cái hình ảnh nó sẽ theo cái concept như thế này, rất là đẹp ha. Rồi in-game asset, các bạn có thể có nhà cửa, động vật, rau, đồ trang trí, vân vân. Có một cái rất là hay đó là reputation system, là hệ thống danh tiếng cho người chơi. Nếu như bạn là một công dân tốt với lợi ích, các bạn đóng góp cho cộng đồng ngày càng nhiều thì cái điểm reputation này của các bạn càng cao. Đó, nó rất là hay, nó tạo ra một cái bầu không khí của tình bạn và lợi ích chung. Người chơi có thể tìm được bạn và làm việc cùng với nhau, rất là hay. Đây là một cái mình rất là thích khi mà họ cho ra một cái game khá là văn minh như thế này. Rồi token của Alice thì bạn có thể xem tại bài viết của con số 8 để biết thêm nha. Rồi đây, như đó thôi là mình nghĩ là cũng đủ để các bạn hiểu thêm về My Neighbor Alice. Thì trong thời gian sắp tới họ sẽ cho ra mắt bạn game chính thức. Các bạn hãy cùng theo dõi cái roadmap của họ trên website My Neighbor Alice chính thức nha. Ok, và mình sẽ đi tiếp qua dự án số 15, đó là dự án Pokemon, token là Pmon. Website của họ tại đây thì website của Pokemon rất là dễ thương, với màu hồng, rồi những con thú, giao diện, tất cả mọi thứ mình thấy rất là clean, rất là đẹp. Và effect của những con thú này rất là đẹp, rất là dễ thương, làm cho người ta muốn sở hữu. Thì Pokemon được support bởi hai quỹ chính, đó là Moonrock Capital và Morningstar Ventures. Khá là ít quỹ ha, chỉ có hai quỹ thôi. Về chi tiết Pokemon thì các bạn có thể đọc bài viết của con 68. Pokemon là gì, bối cảnh ra đời như thế nào, cấu trúc hệ sinh thái, roadmap là gì. Đây, rồi đội ngũ của họ như thế nào, tất cả đều có hết ở trong bài viết của con 68 nha. Token allocation của họ, Pokemon là token của họ đã list xong rồi và bán xong hết rồi nha mọi người. Giá của nó đang là 8,2 đô và được list ở trên PancakeSwap, Uniswap, KuCoin và Gate.io. Thì giá 8 đô các bạn đọc ở đây nè, giá listing 0.4 đô các bạn lấy thử, thử giá hiện tại là 8 đô chia cho giá listing 0.4 đô là nó đã ít 20 lần. Not bad đúng không? Rồi thì Pokemon là dự án có thể nói là lấy cái nguồn cảm hứng từ Pokemon. Pokemon các bạn đều biết đúng không? Để người ta xây dựng nên Pokemon như thế này. Nếu mà bạn muốn có sở hữu cho mình một con Pokemon thì các bạn có thể mua bấm vào My Collection hoặc là bấm vào Open Booster. Thì một cái pack của nó sẽ gồm 3 Polychain Monster và có giá là 1 Pmon. Ở đây mình không có Pmon, nhưng mà nếu mà bạn muốn mua thì bạn có thể lên Uniswap, các bạn mua token Pmon rồi các bạn add vào đây nha. Hoặc là mọi người có thể staking, nếu mà có Pmon thì có thể staking tại đây, initialize staking tại đây, hoặc là vào booster special website. Ok, khá là clear. Explorer tại đây, discover the polyverse. Họ nói là một cái booster pack sẽ có 3 polychain monster và bằng 1 Pmon. Dễ thương ha, cực kỳ dễ thương luôn. Dễ thương quá. Ok rồi, ở đây hình như họ có cho mình xem màu sắc. Mình sẽ custom một con luôn các bạn, custom một con, sau đó là mình sẽ lên OpenSea nè, find on OpenSea nè. Ok, khá là thú vị ha, các bạn có thể lên website của Pokemon, các bạn vọc vọc cũng khá là vui đó. Rồi còn về game thì chưa có game ha, nhưng mà nếu mà có game họ sẽ có những cái tính năng như thế này, battle, thi đấu, rồi sẽ có land, sẽ có economy, sẽ có vân vân, sẽ có islands. Các bạn có thể đọc ở bài viết của con số 8. À, bài viết của con số 8 đâu rồi? Phần game đâu rồi nhỉ? Mình nhớ là có một phần đây là tích hợp âm nhạc nè, rồi sẽ có cho ra mắt app, sẽ có cho ra mắt cơ chế staking, đối kháng, vân vân. Rồi các bạn có thể tự đọc thêm tại đây nha. Ok, bởi vì video cũng khá là dài rồi cho nên là mình sẽ kết thúc video tại đây. Như vậy là mình đã review được tổng cộng là 15 game NFT rồi. Còn 5 game nữa trong top 20 game thì mình sẽ để ở video tiếp theo. Các bạn nhớ đó là chúng ta hãy theo dõi bằng cách là bấm chuông bên cạnh chữ Co68TV để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của tụi mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đừng quên đó là hãy cho mình một like, một subscribe và comment bên dưới những câu hỏi, thắc mắc hay là có bất kỳ yêu cầu gì của các bạn, hãy comment bên dưới, mình sẽ đọc hết từng comment một. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you for watching and see you in the next video. Thank you, bye.